Chào chú ạ. Từ ngày bán loa hôm nay mới đặt chân đến đất Lạng Sơn. Có nghĩa là ngày xưa là có đơn xa là toàn gửi xe khách hoặc là gửi bưu điện thôi. Chú cho cháu mượn một cái ổ cắm có 3 chỗ cắm. 3 cái lỗ để cắm ạ. Kết nối TV được ạ. Kết nối TV thì anh dùng dây hoặc là dùng cái Bluetooth cũng được. Chú xem nó giống như quảng cáo không? Có gì khác không? Đây xem nó thành nghiện rồi. Suốt ngày ông ăn ông ngồi nghiên cứu. Chắc là chú lấy cái 6910 thôi, bé bé ở phòng chơi chơi khủng hát rồi nó mới mở vừa tầm hát mới hay. Nó mới đã. Lấy bé bé quá nó mở muốn hát to thì nó lại. Thế thì cháu nghĩ cho chú phải thuộc hết thông số của các loa rồi đấy nhỉ? Ôi giời đây nó hát từ 589 rồi. Từ thời đấy bắt đầu có karaoke đã bắt đầu đi mua hàng nội địa về hát này. À, chú rất là đam mê âm thanh đấy. Không, về cho người ta hát thôi. À, mua về cho vợ với cho con hát hả chú? Ừ, thì tụ tập cũng nhiều hát với nhau. Ông đúng rồi, điểm là điểm tụ tập. Này tháng nào cũng đôi ba cuộc là om sòm, phụ nữ thì là bắt đầu nháy nhiếc là sân là nhảy với nhau. Cứ đàn ông hát còn đàn bà là nhảy đấy. Đàn ông này là uống rượu, bà thì xong trước thì ra nhảy. TV thì một là chú dùng Bluetooth nhá, hai là mình dùng cái dây cắm, đấy mới là nghe nhạc anh ạ. Còn quan trọng là hát nữa, thì phải test cái karaoke của nó ấy, mic của nó ấy. Vì loa này chức năng chính của nó là hát. Chúng ta cho bố ra làm cái đấy, bố cái kính này, bố hát bài nào. Ôi giời. 60 năm cuộc đời giờ mới phơi này. Làm hẳn bài Đường Tím Bằng Lăng là suốt ngày. Đường Tím Bằng Lăng. Đấy là nhỉ. Mang kính cho bố đây ở chỗ đấy. Chú còn biết cả test bài là nhiều nhất đấy, chú xem quá nhiều, xem hết rồi. Nhà ông nó cũng ngồi là đi về là bắt đầu ông ôm đi là chứng nhận. À, rượu chè mà thuốc nhiều thế chứ ngày xưa năm 84 là học cấp 3 cây văn nghệ của trường, suốt ngày giao lưu bộ đội. Mà giờ dè ra ngon, rượu nhiều nát nhiều. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa. Nhiều tin nhắn quá đúng không?
để cái tiếng kèn nhá. Thế nên nó có một cái tiếng kèn đấy. Thì cái tiếng kèn đấy nó thể hiện cái âm chung. Tại sao mà nhiều khi những cái video test loa cháu hay test đi chất lại một số bài. Với những cái bài đó là nó mình cảm nhận âm thanh rất là dễ. Đấy, tiếng kèn này. Nghĩa là những cái loa mà nó không mạnh về tiếng chung ấy, thì khi mình test những cái bài nhạc như cái nhạc vừa rồi, cái tiếng kèn nó không thể rõ là như thế này. Bắt buộc là cái tiếng kèn nó rõ là nó cái chung nó phải nổi. Và cái chung nó có tác dụng khi mà mình hát karaoke là cái giọng của mình nó rất là sáng. Nên là khi mà chú cầm mic chú hát, chú cảm thấy là cái tiếng mic nó rất là nhẹ. Chắc là chú cũng đi hát nhiều rồi đúng không? Hát karaoke hoặc là những cái loa của gia đình các thứ ấy. Đấy thì chú sẽ so sánh, chú sẽ thấy được là cái loa nó có cái điểm mạnh ở cái chỗ nào là cái mic của nó khi mình hát ấy. Mic ngon thì là mình hát mình nhẹ nhàng, mình không phải phải cố gắng mình giọng mình phải ấy lên. Hát nghe cái con 6910 là hát rất nhẹ. Nó rất là nhẹ rồi nhưng mà nhẹ trong giới hạn của loa kéo. Chứ nếu mà so với những cái này thì nó thực sự là nó không thể gọi là bằng vai phải lứa được. Thì nó cái mạch loa kéo là mạch 12V thì là cái sức đẩy của nó, sức kéo của nó không thể nào bằng được cái mạch của cục đẩy chạy 220V này đâu. Ví dụ như mic loa kéo mà khi mà chú hát ấy, bắt buộc là chú phải để mic ở đây. Nó cách khoảng 2-3 phân. Còn nếu mà để xa như này là nó sẽ không bắt được nữa. Nhưng mà như cái loa này thì chú hát chú có thể là để mic ở đây. Chú hát vẫn bình thường như kiểu mic ca sĩ người ta hát ấy. Thì đấy là điểm khác lớn nhất của những cái loa nó sử dụng cái điện 220 so với cái loa dùng bình ắc quy. Cái bài này nó sẽ có những cái nhịp phách khi nó đánh ấy. Thì nếu loa chất lượng này nó sẽ lên được. Còn nếu mà loa không chất lượng thì nghe nó cũng chỉ giống như những cái tiếng nhạc bình thường ấy. Nó không nổi hẳn lên được. Chuột mạch đã. Lấy mẹ tiện chuyến thì lên thế. Thôi được không sao chú ạ. Mình cứ từng cái một đã, mình đã một cái đã ổn thì mình cái tiếp theo nó đơn giản lắm. Cái tiếp theo nếu mà cần thì chú cháu chửa trở lên, mà không có thì cháu gửi xe cũng được. Gửi xe nó tiện lắm mà cước cũng rẻ. Hàng trăm triệu, hàng tỷ cũng có. Nhưng mà cái góc độ là gia đình ấy, thì cháu thấy chơi cái bộ này nó là quá ok rồi. Cái này là phù hợp vừa. Vâng. Nói chung là cái đồng tiền mình bỏ ra nó cũng không cao lắm, vừa phải là ổn rồi. Bởi vì là cái sự hài lòng của khách hàng hay người tiêu dùng như chú hay cháu cũng vậy thôi, mua cái gì cũng vậy. Nó tốt nhưng mà nó vừa cái túi tiền mình bỏ ra thì mình thấy ưng ý hơn. Thế chẳng hạn bây giờ mình mua một cái bộ 6-70 triệu hay thật ấy, nhưng mà lúc mình hứng lên thì mình cảm thấy là nó rất là hay. Nhưng mà sau đó mình thì bảo ôi 6-70 triệu mình làm được khối việc. Thế đấy. Thế gia đình nhà mình thì chú thì đam mê ca hát rồi, thế cô với lại các em thì là cả nhà luôn. Bảo sao nãy nhìn em tươi thế. Nghe thấy nhạc đấy. Nghe thấy nhạc.